Đề xuất tăng trợ cấp thất nghiệp lên 75% tiền lương, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Quốc hội điều chỉnh nâng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất điều chỉnh mức hỗ trợ chi phí học nghề lên cao hơn và kéo dài thời gian hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp. Đồng thời, việc hỗ trợ người lao động thất nghiệp học nghề cần có sự vào cuộc của các doanh nghiệp. Cụ thể, nếu doanh nghiệp cần lao động về ngành nghề, lĩnh vực gì thì sẽ trực tiếp mở lớp đào tạo cho người lao động về ngành nghề đó. Kinh phí đào tạo sẽ do cơ quan bảo hiểm xã hội trích từ nguồn bảo hiểm thất nghiệp chi trả cho doanh nghiệp. Sau khi học xong, doanh nghiệp nhận lao động vào làm việc đúng với ngành nghề mà doanh nghiệp đã đào tạo cho họ. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất bổ sung quy định người lao động tham gia học nghề được hỗ trợ các chi phí khác như đi lại, sinh hoạt phí để họ đảm bảo cuộc sống trong thời gian học nghề. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị chính phủ nghiên cứu có chế độ ưu đãi đối với các cơ sở đào tạo nghề nghiệp tham gia đào tạo nghề cho người tham gia bảo hiểm thất nghiệp.